cảnh sát đang cần sự giúp đỡ của người dân để mà tìm bắt những kẻ đã đánh một người phụ nữ gốc Việt, khiến cho bà thiệt mạng vì những vết thương quá trầm trọng tại Bắc California. Theo bản tin trong vùng vịnh San Francisco, nạn nhân đó là bà Lương Xuân Thanh, 45 tuổi. Người nhà đã khám phá ra bà Thanh bị thương nặng sau khi bị kẻ lạ tấn công ở bên ngoài căn nhà của bà. Tin đau buồn là bà Thanh đã từ trần trong bệnh viện vì không qua khỏi những vết thương quá trầm trọng. Cảnh sát nói rằng bà Thanh đã bị đánh bởi vật cứng. Chồng của bà tin rằng nạn nhân đã bị cướp. Cảnh sát được gọi tới trước nhà của gia đình bà Lương Xuân Thanh ở khu phố số 200, đường Stayhen Drive, vào lúc 10 giờ 15 phút ban đêm. Và xe cứu thương đã chở bà vào bệnh viện nói chuyện với đài truyền hình NBC Bay Area, KNTV. Ông Lương Thêm, chồng của bà Thanh, đã cho biết gia đình đã từ Việt Nam đến San Jose khoảng 3 năm trước đây. Ông nói là bà rất yêu thương chồng và con gái. Ông Thêm nói qua một thông dịch viên, vợ tôi là một người rất nhân từ, ai cũng thương bà. Vợ tôi luôn lo cho chồng, cho gia đình, cho con gái. Người chồng tin rằng vợ của ông đã bị cướp ngay trên lối đậu xe trước gara. Bà Thanh đã đi làm về nhà vào khoảng 9 giờ 30 phút tối. Một cháu gái của ông thêm cho biết rằng đêm hôm ấy, ông thấy lâu quá mà chưa thấy vợ về nhà. Thành thử ông đi ra ngoài và thấy có chiếc xe của vợ nhưng không thấy bà đâu. Sau đó thì họ phát giác bà Thanh đã bị đánh trọng thương. Cảnh sát chưa có nghi can trong vụ này và họ kêu gọi những ai có thêm thông tin thì hãy liên lạc với một trong hai thám tử, đó là Lewis hoặc là Ryan, vào số 408-277-5283. Một nền giáo dục ôi đã đem đến cái hệ quả như vậy. Một hậu quả nhìn thấy đúng là ông bà ta nói gieo gì thì gặt đó và đây những điều mà ông bà ta những người sống thế hệ trước không thể nào hình dung được nhưng nó đang diễn ra ngay trên đất nước Việt nghĩ đồng nghiệp tìm cách cô lập mình giả nick nhắn tin khủng bố tinh thần nên một thầy giáo dạy thể dục đã dùng dao trong đồng nghiệp hai nhát tại căn tin của trường báo chí trong nước đưa tin công an tỉnh kiên giang tạm giữ hình sự phạm thế giáp 38 tuổi ngụ ở phường An Bình, thành phố Rạch Giá để điều tra hành vi của mình. Nạn nhân đó là thầy Tuấn, 40 tuổi, phụ ở phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Sau khi gây án, sáng ngày 7 tháng 9, nghi phạm Phạm Thế Giáp đến công an phường Vĩnh Bảo để đầu thú. Tại cơ quan công an Giáp khai trước đây, thầy Tuấn có rạch in xe của Giáp, mặc dù là đồng nghiệp dạy trung trường, nhưng thầy Tuấn chia về phái lập nhóm để cô lập Giáp, giả nick nhắn tin khủng bố tinh thần. Ngày 6 tháng 9 Giáp đi ngang phòng giám thị Có nghe thầy Tuấn nói họ Văn của thầy lại để đánh Giáp Tuy nhiên những lời khai ban đầu của Giáp Vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh và làm rõ Cũng theo nguồn tin trên Phạm Thế Giáp và thầy Tuấn Đều là giáo viên dạy môn thể dục Của trường Trung học cơ sở Nguyễn Du Ở thành phố Rạch Giáp Rồi người dân Mỹ sẽ ra sao? Ngay cả một cựu tổng thống, một cựu đệ nhất phu nhân của hợp chủng của Hoa Kỳ vẫn đang bị đánh phá và chính FBI. Những người được mệnh danh là công lý đã vô cớ ập vào nhà của một cựu tổng thống và cựu đệ nhất phu nhân. Thậm chí cả tủ quần áo của cựu tổng thống và cựu đệ nhất phu nhân cũng bị lục sát tung hết và thử hỏi rằng cuộc sống của người dân Mỹ liệu là còn có dân chủ và sự thật về dân chủ như thế nào có thể nhiều người đã nhận ra đó là sự dối trá họ sọc vào nhà của cựu tổng thống vào dinh thự của gia đình cựu tổng thống Mỹ Donald Trump mà hoàn toàn không có một sự hợp pháp nào không có chép tòa họ ngồi trên cả pháp luật Họ dùng truyền thông để tạo ra nhiều sự dối trá khác nhau. Họ lập hiện trường giả và tạo nhiều chứng cứ giả để đổ tội cho một cựu tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ lại có điều tệ hại diễn ra như vậy. Ngay cả một tổng thống Mỹ mà còn bị đánh phá như thế thì liệu rằng từng người dân chúng ta khi đang định cư ở tại Hoa Kỳ là những dân nhập cư, chúng ta có còn nhìn thấy rằng đây là một thiên đường hay không? Cựu Tổng thống Donald Trump ông đã nói rằng chúng ta không tôn thờ một chính phủ nào. Chúng ta không phục tùng họ và chúng ta không thần tượng họ. Những điều người dân Mỹ cần bây giờ đó là trả về với sự thật là chỉ tôn thờ Thiên Chúa mà thôi. Chỉ có Thượng Đế, chỉ có Thiên Chúa mới moi móc và đưa ra chúng ta thấy rằng ngài sẽ đánh đuổi satan và đưa bộ mặt thật của đám thế lực ngầm để làm cho người dân mỹ phải trao đảo cả về đời sống kinh tế và biết bao nhiêu điều đang diễn ra mà trong lịch sử hoa kỳ chưa từng thấy từng người dân mỹ phải có trách nhiệm đối với chính cuộc sống của mình và rồi nếu chúng ta vẫn làm ngơ và chúng ta vẫn còn u mê thì điều tai họa sẽ đến ngay trên đầu chúng ta và trên gia đình chúng ta. Hàng loạt những tờ báo đang ủng hộ cho những điều dối trá và họ viết lên dùng truyền thông để mà dẫn định hướng leo lái dư luận và họ che đậy những điều xấu xa của họ. Hàng loạt những bài đăng của các tờ báo đó đại loại như tài liệu quốc phòng và năng lực hạt nhân của một chính phủ ngoại quốc ở mar lago hay đại loại như là tài liệu tối mật về bỏ khí nguyên tử ngoại quốc bị thu giữ tại Mar-a-Lago? Chỉ một câu hỏi đơn giản: Tại sao một cựu tổng thống làm biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong nhiệm kỳ của ông và thậm chí ông nhận lương không đồng? Đó là điều không có trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông đã giúp cho đời sống của từng người dân Mỹ chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy thế thì tại sao một điều chính nghĩa như thế là bị đánh phá liên tục ông luôn gặp sóng gió và luôn gặp những trở ngại câu hỏi nhiều người đặt ra là phải chăng chỉ có thế lực sự giữ mới không muốn những điều tốt đẹp xảy ra và sẽ luôn tìm cách đánh phá những điều tốt đẹp như vậy họ cáo buộc ông đủ đường và rồi tìm cách hạ vệ ông và cho đến bây giờ ông vẫn đứng vững mà thôi. Có một sự thật mà chúng ta có thể xác nhận rằng ngay trong quyển kinh thánh đã nói rằng của xê gia trả cho xê gia, của thiên chúa trả về cho thiên chúa và rồi đây tất cả sự thật sẽ được phơi bày và điều dối trá sẽ bị tàn lụi nếu như chúng ta biết đứng về phía thiện. có thể nói đồng hương gốc việt chúng ta những người đang sống ở cali chưa bao giờ thấy những cảnh tượng kinh khủng như vậy một bên là cháy rừng còn một bên là nhiệt độ càng ngày càng tăng và không khí càng ngày càng khó để mà sinh sống ở nơi đây một đợt nắng nóng chưa từng có trong lịch sử miền tây nước mỹ đã thử thách mạng lưới điện của cali trong hơn một tuần qua những vùng rộng lớn ở California đã phải trải qua nhiệt độ 3 con số, tức là trên 100 độ F. Kể từ khi đợt nắng nóng chưa từng có vào tháng 9, bắt đầu ngay trước ngày lễ lao động. Thống đốc bang Gavin Newsom và nhà điều hành mạng lưới điện của tiểu bang, nhà điều hành hệ thống điện ở Cali ISO, đã kêu gọi người dân giúp tiết kiệm điện trong hơn một tuần. Bằng cách là giữ máy điều hòa nhiệt độ ở 78 độ F hoặc là cao hơn và tránh sử dụng các thiết bị lớn hoặc máy chạc bằng điện. Mặc dù tránh được tình trạng mất điện tràn lan và kéo dài, nhưng Thống đốc Newsom và các nhà điều hành lưới điện của tiểu bang đang phải hứng chịu những lời chỉ trích từ một số nhà lập pháp và tổ chức của Đảng Cộng Hòa, những người cho rằng tình hình điện năng là sự thất bại của các chính sách của những phe cấp tiến. Và câu hỏi đặt ra là có bao giờ trong lịch sử nói riêng ở tại tiểu bang mà người Việt chúng ta cảm thấy đời sống nó khó khăn và ngọt ngạt biết bao nhiêu đại họa đang giáng xuống đầu như bây giờ hay không? Tất cả đều có cốt lõi và nguyên nhân của nó. Không gì là tự nhiên. Hạn hán kéo dài và nhiệt độ tăng cao không chỉ là vấn đề về thời tiết mà còn liên quan đến an ninh lương thực. Hạn hán thì hẳn nhiên sẽ không còn trồng trọt được và sẽ mất mùa và kéo theo cả ngành chăn nuôi cũng không thể nào mà phát triển. Có thể đó là một cảnh báo rõ rệt cho từng người Việt chúng ta để có sự chuẩn bị trong tương lai. Câu chuyện ở trong Kinh Thánh về lịch sử của ông Giuse cái thời mà ông ở bên Ai Cập đã cảnh báo cho vua Ai Cập và nhìn nhận thấy được 7 năm được mùa và sau 7 năm đó là 7 năm mất mùa. Ông đã giúp cho vua Ai Cập và cả nước Ai Cập có sự chuẩn bị và tích trữ trong suốt 7 năm được mùa để rồi có thể vượt qua được 7 năm mất mùa sau đó. Nạn nói kéo ập đến các quốc gia lân cận tuy nhiên Ai Cập đã có sự chuẩn bị sẵn và người dân lại cảm thấy an lòng hơn. Có những dấu hiệu giúp cho mỗi người chúng ta nhận biết để chúng ta có sự chuẩn bị bởi lẽ không gì là tự nhiên mà nó đến hẳn nhiên là có những dấu chỉ để cho chúng ta có sự chuẩn bị cho chính đời sống của chúng ta đây chẳng phải là cảnh báo quan trọng cho từng người chúng ta hay sao? Chính quyền chỉ giải quyết được những vấn đề trước mắt và thậm chí còn chật vật với nó. Tình trạng những năm gần đây cháy rừng tràn lan ở tại Cali đã khiến cho nhiều ngành chăn nuôi và kể cả ngành nông nghiệp đang phải đối chọi với sự mất mua và đó là nguy hiểm đến chính về an ninh lương thực cho từng người dân ở bang Cali nói riêng và cả người dân Hoa Kỳ nói chung. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.